Dạ, một em massage cụ móc thôi đó ha. Con này đấm lưng, đấm tay, đấm cái gì nó cũng đã quánh phê lắm rồi. Ba mức độ, hai cái, một cái liên tục với một cái từng cái một. Nó đấm liên tục với đấm từng nhát một. À, em test rồi bác biết liền ha. Để thấy nó bình thường vậy nhưng mà à, cực đã luôn. Nếu mà mình để lên không á thì nó không ấy, mình càng ấn mạnh thì nó đánh càng mạnh. Còn cái này quấn từ từ nè, con này quấn liên tục, quấn từ từ, quấn liên tục, cái này đấm lưng đã lắm rồi. Em cảm ơn người chạy tốt, điện 100V nha.